mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca tưng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khung khính đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thế bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Chọn đời Loan Phúc Hòa.
vòng lảo ấy. Anh rượt theo em hớ cả hơi tài, gấp hổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy? Thôi bảo em lấy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi, nhất trai là anh công tử hào hoa, nhất gái quê em quê kết con nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Công tử giàu sang, tiếng cung trang em có út mông xoàng, nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh, đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dẫn đôi lạc mong đám cưới lai rai, trai thớt bò dê, con gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đang cưới thì còn vui ghê. Trăm thuyền đuôi tơ, 50 giỏ lái rước dâu rộn ràng. À, tưng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng nguyên hương 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Nhất trai là anh công tử chiều chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời, nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa thiên tôn hào dân già. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh, con em nhất trần đời. Sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh, con em nhất trần đời. Sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi, anh nhất hành tinh, con em nhất trần đời.
đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cũng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai, đắp xây ngày mai. Một vị đại biểu đại diện cho phái đoàn dòng họ nhà trai sẽ lên có lời phát biểu cũng như lời xin dâng, xin được trân trọng kính mời vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè nam nữ của hai cháu, hôm nay được sự thống nhất của hai gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước hết xin được thay mặt đại biểu họ nhà trai xin được kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cũng như bạn bè của hai cháu và toàn thể hội hôn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cũng như cô dì chú bác, bạn bè nam nữ của hai cháu, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái đã thống nhất chọn ngày đẹp, ngày lành tháng tốt và cũng chọn giờ đẹp để họ nhà trai xuống dưới họ nhà gái. Trước hết là xin được chào, kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà và họ nhà trai cũng có lễ theo truyền thống của địa phương, xin cháu về làm dâu họ nhà trai chúng tôi. Thay mặt họ nhà trai xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể hội hôn là gia đình họ nhà trai có lễ xuống để xin cháu về làm dâu trên họ nhà trai, cũng xin báo cáo với các cụ, các ông bà và cũng mong các cụ, các ông bà chứng giám và chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và các bạn bè nam nữ thanh niên của hai dòng họ, tôi xin
Tôi tự giới thiệu, tôi là anh trai của ông bà ông Tiên và anh trai lớn nhất của gia đình. Cho nên là ông được sự ủy quyền của ông bà ông Tiên thì tôi đại diện cho họ nhà gái nên phát biểu qua cái lời phát biểu xin dâu của đại diện vị đại biểu họ nhà trai. Đại diện đơn vị họ nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí và tiếp nhận cái lễ xin dâu để hai họ sẽ làm các cái thủ tục tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng là hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, đẹp tình non nước, thắm tình ta. Được chứng kiến hạnh rất tuyệt vời với người mẹ thân sinh ra chú rể Xuân Hoài và người mẹ thân sinh ra cô dâu Hoàng Mây cùng trao nhận lễ vật xin dâu trong trăm của đôi xuân mới. Và xin được chúc cho tình thông gia tân gia đình, chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ Hoàng Mây và nhận lễ vật xin dâu trong trăm của hai con. Và quý vị đến giờ này cũng xin được trân trọng và kính mời chú rể Xuân Hoài hãy cùng tay ôm một hoa tươi của mình và cùng trở vào trong căn phòng đón cô dâu Hoàng Mây ra để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị được khách quý cũng như cùng gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách đã đến chúc bạn trẻ trong buổi chiều nay. Xin được trân trọng và kính mời. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vui vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi để bình minh trong anh thức giấc nhớ em, viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không, anh đang suy tư cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa, chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi, vì trong anh em là điều duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, dành cho em, dành cho em mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Oh, các bà, cô dì chú bác cũng như là bạn bè nam nữ của hai cháu, hai gia đình. Trước hết là xin thay mặt họ nhà trai trân trọng cảm ơn lời nhận lễ đón dâu của họ nhà gái và hai cháu cũng đã làm thủ tục lễ gia tiên xong. Cũng báo cáo với các cụ, các ông, các bà thì hai gia đình cũng đã chọn giờ để xuất phát đón dâu về trên họ nhà trai. Thì cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà là hai gia đình đã thống nhất là khoảng độ 14 giờ kém 10 đến kém 5 thì cũng chuẩn bị đến cái giờ đẹp. Thì trước hết là cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà như thế. Và thứ hai là thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè của cháu Mây về dự lễ thành hôn tổ chức cho hai cháu tại họ nhà trai. Thay mặt họ nhà trai xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng với họ nhà trai về tổ chức lễ cho hai cháu tại họ nhà trai. Xin trân trọng cảm ơn.
đời đường quê tôi trai gái vui trong lòng. Bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp duyên vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn. Xuân Hoài và Hương Mây đến thế này, ban nhân dân được trân trọng và kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng mời nước mời chầu chúc bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Và quý thưa vị, đến giờ này ban nhân dân cũng xin được chúc mừng dòng họ nhà trai, xin được chào đón dòng họ nhà gái, xin được chúc mừng cô dâu chú rể cũng đã về. Vâng, và đúng là thỏa lòng mong đợi ngày về đoàn viên. Và sau đây xin mời đứa bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây cùng trở vào trong nhà để làm lễ gia tiên, và xin mời quan viên họ cùng rơi thức chầu. Vâng, thật đúng là ngày hạnh phúc thì mình xin phép cha mẹ thắp hương trầm để lễ gia tiên, và thật đúng là dâu thảo thì cùng với giờ hiền. Sau đây xin mời đứa bạn trẻ cùng làm lễ gia tiên trong nhà. Bác đừng xin được trân trọng và kính nhờ một vị đại biểu đại diện gia đình xem cho các bạn trẻ cùng làm tổ chức bàn thờ gia tiên, xin được trân trọng và kính nhờ. Theo sự hướng dẫn của người chị đoàn cùng trở về trước bàn thờ gia tiên để cùng thắp nén thơm những ngọn nến sáng để cùng cảm tạ gia tiên trong trang của bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay, xin được trân trọng và kính mời. Trọng và kính mời toàn thể các cụ, cô bà, cô dì, chú bác, cũng như các anh chị, các bạn thân yêu, chúng ta cùng mời nước mời chầu chúc bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rất vinh dự cho những người làm chương trình được cùng chỗ đây để làm cho các bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Và sau đây chúng xin phép được đi vào chương trình Trang Nam Đồ Xuân Mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu quý của Trang Nam bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Vâng ạ, đôi bạn trẻ của chúng ta thường tâm sự và nhớ lại vào một đêm trăng rằm sáng tỏ, đôi bạn trẻ đã gặp nhau cạnh một khóm trúc ven làng. Về được rồi sông quê chảy hội trăng vàng lên cao, em ơi lòng cứ xuyến sao, gặp mới biết nói thế nào được đây. Nhìn càng đắm ngắm càng say,
mà Dương Văn Diệu đã say mê tình, rằng anh Xuân Hoài được sinh ra trên mảnh đất Trực Cường, Trực Ninh và cũng quê hương Hoàng Mây đó, chúng mình yêu nhau khi tựa gối, khi cúi đầu, khi sẽ mặt nở, khi chờ trăng lên. Và để rồi hôm nay chú rể Xuân Hoài mới hỏi cô dâu Hoàng Mây rằng là che cái đủ lá đang sáng được chưa. Ngại ngùng nhưng Hoàng Mây cũng cứ thưa, nói sao cho đẹp, cho vừa lòng nhau, để cho anh về anh lấy buồng câu mà mang sang tê với dàn trầu nhà em. Và nghe đầu nói của chú rể Xuân Hoài thì làm cho cô dâu Hoàng Mây vô cùng bối rối. Hoàng Mây chẳng biết nói gì mà chỉ biết mê tà áo tím trên tay, chân đi dẫm nát đám cỏ may trên đường, môi son má thắm bất thường, nhìn em đã thấy thương anh rồi. Và thôi đừng nói nữa anh ơi, em đã hiểu những lời của anh. Đợi ngày gió mát chan thanh, đợi ngày 19 táo xanh em chờ. Và tình yêu của bạn không thể nói hết được bằng thơ, võ công tháng đợi năm chờ là đây. Về dự đám cưới hôm nay có cơ quan đoàn thể quây quần tài gia, có thuốc thơm trà ngọt điểm thêm hoa, chúc mai nay đã một nhà không phai. Vậy thì mừng cho chúc đã gặp mai, mừng cho gái đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thỏa ý cha, vui anh vui chị, vui ta vui mình. Và thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chuyển hôn giờ cưới một lời kính chúc sức khỏe. Và sau đây gia đình xin được trình trọng tuyên bố chương trình Bước Lên Thành Ngôn của đôi xuân mới chú rể Xuân Hoài sánh duyên cùng cô dâu Hoàng Mây xin phép chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn những chào mừng tất cả quý vị rất nhiều đối với bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Và kính thưa toàn thể quý vị để bạn khách quý cùng các bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây, thì chú rể Xuân Hoài của chúng tôi đã đi rất nhiều nơi trên trái đất, cũng đã gặp rất nhiều những người con gái xinh đẹp đoan trang, nhưng trái tim của chú rể Xuân Hoài chỉ thực sự loạn nhịp khi gặp cô dâu Hoàng Mây, một người con gái đằm thắm dịu hiền. Và trái tim của cô dâu Hoàng Mây cũng chỉ thực sự loạn nhịp khi gặp chú rể Xuân Hoài, người chàng trai nên chú rể đức tài đất hiền cho chúc gặp mai, cho đoan gặp phụng lại càng thắm duyên. Và hôm nay đây cô dâu xinh đẹp như tiên, bên chú thực hiện lại thật đẹp trai, hôm nay sum họp chúc mai, tình sâu như mề nghĩa dài như sông. Và đáp lại tấm tình tình của toàn thể quý vị đại biểu quan khách, sau đây ban hình cũng xin được trân trọng và kính mời cô dâu chú rể cùng đứng dậy ra mắt đội hôn và cùng trao những bó hoa tươi thắm nhất đời mình. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, các quý vị được chứng kiến ảnh rất tuyệt vời, đó ảnh đôi xuân mới, đôi tân nương tân gia nhân Xuân Hoài và Hồng Mây cùng đứng dậy để ra mắt đội hôn và cùng ở trong những bó hoa tươi thắm cho đời mình. Và sau đây cũng xin được trân trọng và kính mời đôi xuân mới, hai bạn trẻ sẽ cùng ngồi xuống để cùng tiếp tục đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị quan khách đã kính chúc bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý cô bác cô dì cùng mờ các anh chị các bạn thân mến, vòng trong bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây thì có rất nhiều những món quà về vật chất và những món quà về tinh thần. Những món quà về tinh thần đó là lời ca và tiếng hát, và còn có cả những món quà về vật chất. Bất ngờ xin được có nhà ý tới các cơ quan tập thể cá nhân có những món quà, hãy cùng khẩn trương đăng ký cùng ban tổ chức tôi và cùng chúng tôi chúc bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Và kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng các bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây, vâng, thật đúng là nên duyên kỳ ngộ mà có ở đâu trái đất lại xoay tròn. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng các đôi xuân mới trong buổi chiều ngày hôm nay, vâng, thật đúng là ai trồng hoa, ai cấy hoa, mong cái thời hoa kia sẽ nở. Ai chèo đò, đợi chuyến đò đầy, chờ khách sang sông. Thuyền kia tôi lái sang sông, gái nay theo chồng về bến hoàng hôn. Vui lành khách, đẹp lòng cháu con,
đôi lời phát biểu vui thay lòng mình. Và sau đây thì cũng xin được trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình dòng họ nhà gái sẽ lên có lời phát biểu cũng như lời trao dâu. Xin được trân trọng kính mời vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bậc thông gia và các anh chị em nam nữ thanh niên, các quý vị đại biểu khách quý của hai dòng họ có mặt trong hôn trường hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các cụ, các ông, các bà và các quý vị đại biểu lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi xin tự giới thiệu, được sự ủy quyền của gia đình ông Tiên, bố mẹ của cô dâu Hoàng Mây, tôi là anh trai của ông Tiên, cũng là con trai cả của gia đình, phát biểu với hội hôn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và các quý đại biểu khách quý, đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi gồm các cụ, các ông, các bà, các bậc thông gia, cô dì, chú bác, bạn bè của các cháu và các vị đại biểu, các thành phần rất đông đủ. Chúng tôi đưa cháu để giao cháu Huệ cho gia đình ông bà Tài và dòng họ nhà trai để cháu về làm dâu ông bà Tài và dòng họ nhà trai. Còn hai cháu Hoài và Huệ, bác chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Các cháu đã có một tình yêu rất là đẹp đẽ và hôm nay chính thức là vợ chồng. Thì các cụ có nói rằng đằng sau cánh cửa hôn nhân là bổn phận, trách nhiệm, phải yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ và phải biết chịu đựng nhau. Ông bà và các cụ bảo ban giúp đỡ cháu Huệ để cháu thành nàng dâu Thảo, để cháu làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình. Và tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình họ nhà trai. Cuối cùng tôi chúc hai cháu mãi mãi hạnh phúc. Chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bậc thông gia và các quý khách của toàn thể hội hôn hạnh phúc thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nam nữ thân mến, vâng, thật đúng là nên duyên kỳ ngộ, mà có ngờ đâu trái đất lại xoay tròn, mà thuyền của anh Xuân Hoài này đã đi khắp từ Đài Loan không biết bao nhiêu ngả, nay lại trở về đầu bến sông Trực Cường quê hương Hoàng Mây. Và kính thưa vị, các cụ nhà ta có một câu nói vui rằng là yêu thì cho roi cho vọt, mà ghép thì cho ngọt cho bùi, mà có mổ gà thì phần cho anh Xuân Hoài cái đùi, mà mổ lợn thì phần cho cô dâu Hoàng Mây cái đuôi cái móng giò, mà con sông thì ta phải lụy đò, muốn cho hạnh phúc thì phải nghe lời mẹ cha, mà trai vui thì gái cũng phải mừng, hôm nay hai họ tưng bừng như hoa. Và nhà gái đã phát biểu rồi, sau đây nhà trai cũng có đôi lời hàn huyên. Bạch Ngũ xin được trân trọng và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ trai sẽ lên có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời vị. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Trực Cường, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, kính thưa các bạn thanh niên là bạn bè của cháu Hoài và cháu Hoàng Mây. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của chính quyền địa phương cũng như của hai bên gia đình. Gia đình họ nhà trai chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác, bạn bè gần xa đã đến dự chia vui cùng gia đình trong lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin một lần nữa xin chúc hội hôn thành công tốt đẹp và chúc các quý vị uống nước, ăn chầu và vui vẻ cùng hội hôn ngày hôm nay. Xin vâng ạ, bên mình xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình dòng họ nhà trai rất nhiều. Và kính thưa quý vị khách quý, qua lời phát biểu của vị đại biểu đại diện gia đình dòng họ nhà trai thì vị cũng đã gửi cảm ơn tới toàn thể quý vị đại quý, đặc biệt là cảm ơn phái đoàn dòng họ nhà gái đã vượt gần 3 cây số để trở về với gia đình để chứng kiến đôi bạn trẻ Xuân Hoài và Hoàng Mây dựng xây tổ ấm xinh xinh. Vị có mấy lời và vị căn dặn đôi bạn trẻ rằng là Hoàng Mây về là bổn phận làm dâu, hiến dâng cha mẹ mai sau tuổi già, sau này hai cháu phải cùng mẹ cùng cha sớm hôm kính nhớ ông bà tổ tiên.
chúng tôi xin được trân trọng và kính mời ạ. Vâng, bố mẹ của những giải hữu xin được trân trọng và kính mời người bố của cô dâu. Xin được trân trọng và kính mời sự trở lại của hai vị trưởng đoàn sẽ cùng bạn trở lên chương trình. Cùng nhớ là tình cảm của chúng tôi trong buổi chiều nay, xin được trân trọng và kính mời. Xin được trân trọng và kính mời đến chương trình cùng đoàn. Quý vị khách quý và 100 năm của bạn trẻ Xuân Hoài Bóng Mây, những ai được bạn trẻ đôi xuân mới của chúng ta đã tỏ lòng ước mơ. Vì chú rể Xuân Hoài từng nói với cô dâu Hoàng Mây rằng là ước gì anh lấy được nàng, anh về mua vạch tóc tràng để xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Và cô dâu Hoàng Mây cũng tỏ vẻ bên tai chú rể Xuân Hoài rằng là anh ơi, trong tròn thì đẹp nhất tên rằng tình ta tám tháng năm năm bất tròn. Và quý vị đang chứng kiến ảnh rất tuyệt vời với ảnh đôi xuân mới của chúng ta đang cùng chung tay rót rượu lên tháp liên tình yêu. Và kính thưa quý vị, màu của rượu nó là màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu của đời bạn trẻ Xuân Hoài Hoàng Mây mãi mãi nồng cháy đỏ rực. Vị của rượu có vị cây nồng, nó tượng trưng cho tâm vị cuộc sống mà bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ giây phút này, đôi bạn trẻ đôi xuân mới của chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những hương vị đó. Và những dòng rượu đang tuôn trào trên tóc mi thường cho tình yêu của bạn trẻ luôn đong đầy ngập tràn. Kính thưa quý vị, thần thật đúng nào, rượu đây, rượu em rót đi nào, cho hoa anh đỏ, cho lòng anh say. Và quý vị đã chứng kiến ngày rất tuyệt vời hành đôi xuân mới của chúng ta đang cùng chung tay rót rượu lên thắp lên tình yêu để minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ đã dành cho nhau luôn đong đầy ngập tràn. Chào mừng nhà trai, nhìn chào mừng nhà gái, xin được trân trọng và kính mời. Từ ngày hôm nay, bắt đầu từ giây phút này. Chúc mừng lứa đôi.
sau đây xin được trân trọng và kính mời chúng mới sẽ cùng trở về hàng ghế danh dự để cùng tiếp tục đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị đại biểu quan khách. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý vị vừa được chứng kiến ảnh rất tuyệt vời trong năm của đôi bạn trẻ Xuân Hoài và Hoàng Mây. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh đôi duyên mới của chúng ta cùng chung tay rắc rượu lên thắp ly tình yêu và cùng chung tay cắt chiếc bánh hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, cùng cho năm bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay, sau đây cũng xin được trân trọng và kính mời quý vị chúng ta cùng mời nước mời chầu của chúc bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Sau đây cũng xin được trân trọng và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một đôi song ca rất nổi tiếng đến từ ngành giáo dục Trực Ninh. Xin được trân trọng và kính mời tiếng hát của thầy giáo Thanh Bình và cô giáo Thúy Lanh với một ca khúc rất tuyệt vời để cùng gửi tặng tất quý vị, chúc bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Xin được trân trọng và kính mời thầy giáo Thanh Bình và cô giáo Thúy Lanh. Xin được trân trọng kính mời thầy cô. Luôn được mạnh khỏe.
mừng quý vị ạ. Lấy từ món quà sau đây xin được trân trọng và kính mời đôi xin mời sẽ đón nhận món quà đến từ bà ngoại của chú rể. Xin được trân trọng và kính mời bà ngoại của chú rể và sẽ cùng trở lên cung đình món quà chúng tôi để dành tặng cho hai cháu. Dạ vâng ạ, rất tuyệt vời quý vị. Cùng một chiếc năm của đôi xuân mới Xuân Hoài và Hồng Mây thì bà ngoại của chú rể cũng có quà rất tuyệt vời để dành tặng cho hai cháu. Và xin được thay lời hai cháu xin được trân trọng cảm ơn bà rất nhiều. Xin kính chúc bà luôn luôn được mạnh khỏe. Trân trọng và kính mời bà sẽ cùng bà với hai cháu cùng bà kính nhất xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa quý vị và lễ tân quà sau đây xin được trân trọng và kính mời bát hoa là bát cô dâu sẽ đại diện cho các bác các chú các cô của cô dâu nên cùng trao tặng món quà yêu thương tuyệt vời cho hai cháu xin được trân trọng và kính mời bát hoa. Xin được tặng lời chúc mới thay lời cho Xuân Hoài và Hoàng Mây. Xin được trân trọng cảm ơn bác Hoa cũng như xin được trân trọng cảm ơn các bác các chú các cô của cô dâu đã cùng trao tặng một quà rất yêu thương cho mọi người trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, lễ tân món quà sau đây xin được trân trọng và kính mời bác Đức. Vâng, bác Đức sẽ thay mặt cho ông bà nội của chú rể. Vâng, mặc dù ông bà đã mất nhưng những tình cảm của ông bà luôn luôn dành tặng cho các cháu. Và sau đây cũng xin được trân trọng kính mời bác Đức sẽ cùng chuyển tặng món quà của ông bà nội sẽ cùng cho tặng cho hai cháu trăm của hai cháu. Xin được trân trọng kính mời bác Đức. Vâng, ông bà nội đã cùng mặc dù ông bà đã đi xa nhưng đã cùng truyền tặng những món quà rất yêu thương cho bác sĩ mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn bác, cùng cảm ơn bác đã cùng truyền tặng món quà yêu thương tuyệt vời cho bác sĩ mới trong buổi chiều nay. Kính thưa quý vị, lễ tặng món quà sau đây xin được trân trọng và kính mời Rì Oanh là rì của chú rể. Vâng ạ, đang sinh sống làm việc bên Đức đã cùng trở về đây để chúc bạn trẻ trong buổi chiều nay. Xin được trân trọng và kính mời Rì Oanh là dì chú của chú rể sẽ cùng bà chuyển tặng món quà rất yêu thương cho chú mới trong buổi sáng nay. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn dì Oanh rất nhiều. Vâng ạ, với những tình cảm, những món quà rất yêu thương, rất tuyệt vời để dành tặng cho hai cháu. Thế là hai cháu xin được trân trọng cảm ơn dì chú rất nhiều. Thưa quý vị, xin được thay lời chúc mừng, xin được trân trọng cảm ơn dì chú rất nhiều. Sau vâng, xin được trân trọng kính mời dì sẽ cùng với hai cháu cùng kêu đúng nhất. Xin được trân trọng kính mời dì. Vâng, đây là món quà sau đây xin được trân trọng và kính mời món quà đến từ hai em Dung Thịnh là em của chú rể. Xin được trân trọng và kính mời hai em Dung Thịnh sẽ cùng trở lên cho mình món quà rất tuyệt vời để dành tặng cho anh chị. Thưa đội chung mới, thay lời cho Xuân Hoài và Hoàng Mây, xin được trân trọng cảm ơn món quà đến từ hai em Dung Thịnh rất nhiều. Kính thưa quý vị, liên tục món quà sau đây cũng xin được trân trọng và kính mời. Vâng, cháu Isabel ở bên Đức để đại diện cho các bác, các cô, các chú và bạn bè cùng làm việc với chú rể Xuân Hoài tại Đức sẽ cùng trở lên chương trình có bất lời phát biểu cũng như có món quà rất tuyệt vời để dành tặng đội chung mới. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Isabel cũng như là xin được trân trọng cảm ơn các bác, các cô, các chú và bạn bè đồng nghiệp với chú rể Xuân Hoài tại Đức đã cùng quán món quà rất yêu thương, rất tuyệt vời để dành tặng đôi xuân mới trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng cho các bạn trẻ Xuân Hoài và Hồng Mây. Vâng ạ,
chúng ta cũng không thể không nhắc tới những bậc sinh thành. Và sau đây xin được trân trọng và kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng trở lên khu đình một món quà rất tuyệt vời để dành tặng cho con. Xin được trân trọng và kính mời bố mẹ. Vâng, quý thưa vị, còn niềm vui nào hơn niềm vui khi chứng kiến người con của mình lớn lên và xây dựng gia đình. Và trong trang của đôi xuân mới Xuân Hoài và Hoàng Mây thì bố mẹ của chú rể có món quà rất tuyệt vời để dành tặng cho hai con. Vâng, quý thưa vị, vâng thật đúng là quà này bố mẹ dành tặng hai con dành dùng mà để nuôi con sau này nhớ sinh trai gái đủ đầy, nuôi dạy thành tài để bố mẹ vui. Và xin được thay lời đôi xuân mới, thay lời hai con xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Sau đây xin được trân trọng và kính mời toàn thể đại gia đình sẽ cùng trở lên trước phòng cưới và cùng với đôi mới cùng quý nhất xin được trân trọng và kính mời. Dạ vâng, xin được trân trọng và kính mời các em của chú rể sẽ cùng trở lên xung đình cùng với đại gia đình cùng quý nhất xin được trân trọng và kính mời. Trân trọng cảm ơn quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của cô giáo Ánh Tuyết đang công tác tại ngành giáo dục của trực nữ.
trân trọng cảm ơn tiếng hát của cô giáo Thúy Lanh rất nhiều. Quý vị khách quý và cùng trăm của đôi bạn trẻ Xuân Hoài và Hoàng Mây. Vâng, quý vị thế là tới nay hai gia đình của chúng ta đã trồng cây chung và ăn quả chung, mà ra cái trái ta cùng trông nom. Còn hai bạn trẻ Xuân Hoài và Hoàng Mây thì sao? Từ nay bạn đã chung một nhà, mà chung cha chung mẹ chung bà chung ông, mà con chung cha mẹ cùng chung, bên tình bên hiếu ta cùng trông nom. Mà thời gian thì vẫn còn dài, nhưng đường về họ gái e càng dài hơn. Mà lấy gì đáp nghĩa trả ơn, công cha nghĩa mẹ xóm thôn vẹn toàn. Và mắt mình cũng xin phát hình xin được gửi tới cái khách nghĩa tình đậm sâu. Nào chú rể kìa cô dâu, nghĩa tình chồng vợ có đôi câu kính chào. Hai tiếng khách ra tận lối vào, ngập ngừng tay mắt có lời chào cảm ơn. Chúc cho cô bác xóm thôn thêm nhiều gạo lắm vườn cao vườn dừa, và được rồi cùng sống sang giàu, gia đình hạnh phúc muôn màu đẹp tươi. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, vâng thật đúng là mua câu thì chọn lấy buồn say, mà mua trầu chọn lấy trăm hai lá vàng. Sinh con thì bởi mẹ cha, chung xây phúc chúng ta lo cùng. Mẹ ơi con đã về đây, con cùng anh ấy chung xây cuộc đời. Con vui con chẳng nói nên lời, mẹ nên mẹ đón con vào phòng con. Và sau đây mình cũng xin được trân trọng và kính mời mẹ sẽ cùng trở lên gia đình, cùng đón nàng dâu của mẹ nhập căn phòng hạnh phúc. Vâng thật đúng là mẹ tuy không để không nuôi, nhưng con mẹ suốt đời mẹ ơi. Và xin mời mẹ hãy dang rộng vòng tay và đón Hồng Mây và Hồng như đón nàng dâu hiền của mẹ. My love.
chỉ có